khởi công dự án khu du lịch quốc tế Minh Viện Lăng Cô trên địa bàn huyện Phú Lộc, dự án có tổng mức đầu tư 368 triệu USD. Hoạt động cải cách hành chính của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, hướng đến xây dựng nền hành chính công hiện đại, thân thiện, hiệu quả, gắn với xây dựng chính quyền điện tử. Trong xu hướng phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc triển khai hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp, khách hàng và cơ quan thuế. Xin kính chào và chúc quý khán giả của chương trình Huế Ngày Mới có những ngày nghỉ lễ Tết dương lịch vui vẻ, hạnh phúc cùng gia đình, người thân và bạn bè. Vừa rồi là phần điểm những tin chính sẽ có trong chương trình Huế Ngày Mới sáng nay, thứ hai ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm 2018. Nội dung chi tiết của chương trình sẽ đến ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, Công ty Cổ phần Quốc tế Minh Viện vừa tổ chức lễ khởi công dự án khu du lịch quốc tế Minh Viện Lăng Cô tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Đến dự lễ khởi công có các ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành và các đối tác trong và ngoài nước. Được xây dựng trên diện tích 102 hectare, dự án có tổng mức đầu tư 368 triệu đô la Mỹ, bao gồm hệ thống khách sạn, khu resort, trung tâm hội nghị và các dịch vụ bổ trợ đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành đưa vào hoạt động trong quý 1 năm 2024. Trong đó, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động cuối năm 2019 với tổng mức đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Khu du lịch quốc tế Minh Viện Lăng Cô đi vào hoạt động, hứa hẹn sẽ mang đến cho Vịnh Lăng Cô một địa chỉ du lịch và nghỉ dưỡng ấn tượng, góp phần tạo diện mạo mới cho khu kinh tế chân mây Lăng Cô, tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội, thu hút khách du lịch đến Huế. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ chúc mừng và đánh giá cao nỗ lực quyết tâm của chủ đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án, sự hỗ trợ của các ban ngành và chính quyền địa phương trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng để khởi công dự án, góp phần tạo động lực để khu kinh tế chân mây Lăng Cô tiếp tục thu hút thêm nhiều dự án đầu tư mới mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Vịnh Lăng Cô nói riêng và Thừa Thiên Huế nói chung. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng đây chỉ là bước khởi đầu. Để dự án hoàn thành đưa vào hoạt động, đảm bảo tiến độ, còn rất nhiều thủ tục và khó khăn. Yêu cầu chủ đầu tư đề cao trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện các cam kết về tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo an toàn lao động, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam để dự án thi công đúng tiến độ, an toàn và chất lượng. Ngày hôm qua, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Hợp tác Quốc tế Desta tổ chức khai trương trụ sở mới tại địa chỉ 171 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Huế. Với cơ sở vật chất khang trang, đây sẽ là nơi tiếp nhận hồ sơ tư vấn du học, xuất khẩu lao động cũng như trang bị các kiến thức cần thiết cho các du học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Hợp tác Quốc tế Daystar hoạt động trên 5 lĩnh vực chính: du học, thực tập sinh, đại lý vé máy bay, đào tạo ngoại ngữ và sinh viên thực tập. Thành lập từ năm 2010, trải qua 8 năm hình thành và phát triển, Daystar đã đưa hơn 3.000 du học sinh và thực tập sinh sang Nhật Bản, Hàn Quốc học tập và làm việc. Với chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động như hiện nay của tỉnh Thừa Thiên Huế, việc mở rộng đầu tư của các công ty hoạt động về lĩnh vực này hứa hẹn sẽ góp phần giúp cho Thừa Thiên Huế phát triển mạnh hơn trong việc đưa người lao động sang làm việc ở nước ngoài. Được biết, trong năm 2018, số lao động đi xuất khẩu của tỉnh đã vượt qua con số 1.000, cao nhất từ trước đến nay. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế luôn xác định cải cách hành chính là khâu đột phá quan trọng, làm nền tảng vững chắc và tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Trong năm 2018, hoạt động cải cách hành chính của tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, mà rõ rệt nhất là tỉnh đã làm tốt công tác vận hành hệ thống trung tâm hành chính công cấp tỉnh và huyện, hướng đến xây dựng nền hành chính công hiện đại, thân thiện, minh bạch và hiệu quả, gắn với xây dựng chính quyền điện tử tạo bước đột phá mới. Ghi nhận của phóng viên Huyền Nghe Mới. Công tác cải cách thủ tục hành chính được tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai quyết liệt trong nhiều năm trở lại đây. Ngay từ năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định thành lập trung tâm hành chính công cấp tỉnh. 9 trung tâm hành chính công cấp huyện được thành lập, các bộ phận một cửa hiện đại cấp xã đi vào hoạt động, tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, đáp ứng kỳ vọng về sự đổi mới, đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh. Trung tâm hành chính công huyện Phú Lộc là cầu nối giữa các cơ quan hành chính nhà nước với người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Mỗi ngày, trung tâm hành chính công huyện tiếp nhận hơn 350 bộ hồ sơ, chủ yếu trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, thành lập hộ kinh doanh và hộ tịch. Trung tâm niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng bộ thủ tục hồ sơ, mức thu phí, lệ phí, thời gian giải quyết thủ tục hành chính, quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Với những đổi mới tích cực, Phú Lộc được đánh giá là địa phương đứng đầu trong công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Hướng đến cái nền hành chính hiện đại thì chúng tôi tập trung vào các giải pháp, trước hết là về con người. Thì tiếp tục đào tạo con người, bồi dưỡng con người theo hướng là am hiểu nhiều về công nghệ thông tin để sẵn sàng cho một cái nền hành chính hiện đại. Bước tiếp theo thì chúng tôi đã ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là các cái phần mềm dùng chung để đảm bảo cái sự liên thông từ xã đến huyện, tập trung xây dựng cái trung tâm hành chính công huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa hiện đại của cấp xã, đảm bảo cái tính liên thông và hướng tới các cái hồ sơ hóa để tạo ra cái sự thuận lợi cho các cái doanh nghiệp, tổ chức cá nhân khi đến giao dịch. Trung tâm hành chính công tỉnh sau hơn 1 năm đi vào hoạt động cũng đã tạo được những chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính để hướng đến xây dựng chính quyền điện tử. Các thủ tục hành chính đưa vào trung tâm đều được quy trình hóa theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Toàn bộ hồ sơ, thủ tục hành chính được số hóa và giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả và được số hóa trên môi trường mạng. Đời của trung tâm hành chính công cấp tỉnh là một trong những cái giải pháp hữu hiệu nhất để đẩy mạnh cải cách hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đồng thời cũng đẩy mạnh, cũng làm thay đổi cái phong cách, cái cách nhìn của người dân, doanh nghiệp đối với các cơ quan hành chính nhà nước. Sự ra đời của trung tâm hành chính công tỉnh cùng với hệ thống trung tâm hành chính công cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã là giải pháp hiệu quả để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế. Toàn tỉnh hiện có 700 dịch vụ công trực tuyến với hơn 3.500 tài khoản người dùng đăng ký và hơn 3.000 thủ tục đăng ký trực tuyến. Một số cơ quan triển khai toàn bộ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 như Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế. Ngoài ra, hình thức thanh toán trực tuyến cũng được áp dụng, bước đầu đem lại hiệu quả cao. Đây là cơ sở để xây dựng một nền hành chính công tiên tiến, chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch, hiệu quả, góp phần tăng tính cạnh tranh trong môi trường đầu tư, phát triển kinh tế xã hội về lâu dài. Chúng ta phải thực hành từng bước để nâng cao và cải thiện cái mối quan hệ giữa người dân với các cấp chính quyền để hướng tới xây dựng nền hành chính thân thiện, phục vụ, hiện đại và hiệu quả. Quá trình cải cách hành chính phải gắn liền với quá trình ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng các chuẩn quản lý chất lượng ISO 9008:2015. Và chúng ta đã làm nhiều việc, trong đó chúng tôi đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành các cấp trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử và từng bước để triển khai các dịch vụ đô thị thông minh. Cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh là mục tiêu mà tỉnh Thừa Thiên Huế đã nỗ lực thực hiện. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có quyết định số 2292 dành nguồn vốn ngân sách 20 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống chính quyền điện tử giai đoạn 2018-2020 và quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hoàn thiện chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020 với 5 hợp phần như xây dựng hệ thống dự phòng động hạ tầng dùng chung của tỉnh, xây dựng hệ thống thông tin văn phòng điện tử của tỉnh, nâng cấp cổng dịch vụ công tỉnh, chuẩn hóa hệ thống thông tin kết nối với người dân, doanh nghiệp, nâng cấp nền tảng tích hợp, chia sẻ, liên thông chính quyền điện tử. Tiếp tục chương trình với những nội dung đáng chú ý khác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ vừa ban hành chỉ thị số 32 về thực hiện đầu tư công năm 2019. Nguồn vốn đầu tư sẽ được bố trí vốn thanh toán cho các dự án hoàn thành và các dự án chuyển tiếp, còn lại mới bố trí vốn cho các dự án mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 từ nguồn ngân sách nhà nước ngay sau khi được Hội đồng Nhân dân huyện, thị xã, thành phố Huế thông qua, đảm bảo nguyên tắc theo thứ tự ưu tiên, bố trí vốn thanh toán cho các dự án hoàn thành đã quyết toán, thu hồi vốn ứng trước và bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng đến trước ngày 31/12/2018. Các dự án chuyển tiếp còn lại mới bố trí vốn cho các dự án mới. Trong năm 2019, ưu tiên bố trí vốn chuẩn bị đầu tư để tổ chức lập thẩm định quyết định đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới năm 2020. Chủ đầu tư không được yêu cầu doanh nghiệp tự ứng trước vốn thực hiện các dự án ngoài kế hoạch. Thực hiện khối lượng ngoài kế hoạch đã được thông báo vốn chứ cân đổi được vốn. 523 hộ dân thuộc khu vực 1 kinh thành Huế sẽ được tái định cư trong năm 2019 theo kế hoạch triển khai chương trình trọng điểm năm 2019 về di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại khu vực 1 kinh thành Huế vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Mục tiêu cụ thể của kế hoạch nhằm hoàn thành di dời giải phóng mặt bằng tái định cư hơn 523 hộ dân thuộc khu vực Thường Thành trong năm 2019. Hoàn thành việc giải phóng mặt bằng diện tích 9,98 ha khu tái định cư trước ngày 30/3/2019. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư khu vực 1 và khu vực 2, khởi công xây dựng trước ngày 1/4/2019. Đầu tư hoàn thành khu tái định cư trước ngày 1/8/2019 để giao đất tái định cư cho các hộ xây dựng nhà ở.
hoàn thành thủ tục về đầu tư xây dựng và đất đai đối với dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư giai đoạn 3 để kịp thời đầu tư trong tháng 9 năm 2019, chuẩn bị quỹ đất tái định cư phục vụ di dời dân cư giai đoạn 2020-2021. Thưa quý vị, nhìn lại năm 2018, ngành y tế tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vui mừng với những kết quả đã đạt được, nhưng vẫn còn đó những băn khoăn, trăn trở khi để xảy ra những sự vụ tai biến y khoa đáng tiếc. Những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại hạn chế được nhìn nhận đúng mức sẽ là cơ sở quan trọng để toàn ngành tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ để không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân trong thời gian tới. Phóng sự ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới. Năm 2018, Bệnh viện Trung ương Huế đánh dấu thành công với ca phẫu thuật ghép tim xuyên Việt. Đây cũng là ca ghép tim thành công lần thứ 3 của Bệnh viện Trung ương Huế. Một lần nữa khẳng định tính chuyên môn cao, bản lĩnh chuyên nghiệp trong lĩnh vực phẫu thuật tim, cũng như ghép các tạng khác của đơn vị. Trong năm qua, Bệnh viện Trung ương Huế đã đi đầu trong phát triển kỹ thuật chuyên sâu. Triển khai mạnh phẫu thuật ít xâm lấn, nội soi, vi phẫu, các kỹ thuật đặc biệt trong các lĩnh vực chuyên khoa, phát triển thêm các kỹ thuật mới trong xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị. Đơn vị tiếp tục là điểm sáng của ngành y tế tỉnh nhà. Thì chúng tôi có những cái sự kiện nổi bật như là các trường hợp ghép tim mà từ người cho chết não, và đặc biệt là những cái quả tim này được đem từ Hà Nội vào Huế qua đường hàng không dân dụng, và kết quả thì thành công tốt đẹp, ghi một cái dấu ấn rất là lớn cho cái sự phát triển của chuyên ngành tim mạch ở tại Bệnh viện Trung Huế. Triển khai các kỹ thuật xạ trị cao cấp như là xạ trị điều biến liều, xạ trị điều biến thể tích một cách thường quy, và năm 2018 là dấu ấn của Bệnh viện Trung Huế đã đạt một cái con số là xạ trị cho những bệnh nhân trẻ em, là nơi mà xạ trị duy nhất tại Việt Nam triển khai xạ trị cho trẻ em, và chúng tôi đã triển khai nuôi cấy tế bào và đặc biệt là triển khai ghép tế bào gốc trong những lĩnh vực về bệnh lý máu cũng như là bệnh lý ung thư. Năm 2018 cũng là năm Sở Y tế Thừa Thiên Huế đã đạt được một số kết quả quan trọng. 148 trên 152 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020. Tỷ lệ 51,74% người dân đã được tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Các bệnh viện liên tục cải tiến quy trình khám bệnh, hướng đến tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người bệnh. Chỉ số chờ đợi của bệnh nhân giảm dần năm sau so với năm trước 0,3%. 100% trạm y tế đã triển khai thực hiện gói dịch vụ y tế cơ bản. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn Thừa Thiên Huế đạt gần 99%. Chủ động phòng chống dịch trong mọi tình huống, khống chế dịch bệnh kịp thời, không để dịch lớn xảy ra và tử vong do dịch bệnh. Là sáp nhập 5 cái trung tâm y tế dự phòng tỉnh Tân thành cái trung tâm kiểm soát bệnh tật. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng đã thành lập cái trung tâm y tế đa chức năng, tức là sáp nhập 9 trung tâm dân số kế hoạch gia đình của huyện vào 9 trung tâm y tế huyện, và hiện nay cũng đã đi vào triển khai hoạt động hiệu quả. Tôi là đã có 148 trên 152 xã là đạt chuẩn quốc gia về cái y tế xã. Đó là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cái công tác khám chữa bệnh cũng giống như là quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử. Thì hiện nay đã có 51,74% người dân đã tạo lập được cái hồ sơ sức khỏe điện tử theo cái quyết định 831 của Bộ Y tế. Năm 2019 cũng là năm ngành y tế Thừa Thiên Huế đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng với sự phát triển chung của kinh tế xã hội tỉnh nhà vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân. Nhiều thách thức trước mắt, trong đó đáng chú ý cần hạn chế mức thấp nhất những vụ tai biến y khoa tương tự đáng tiếc xảy ra trong năm. Tục triển khai thì xây dựng về cái tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ công tác khám chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Thứ hai đó là thực hiện phát triển cái đề án mạng lưới y tế cơ sở giai đoạn 2016-2025 theo quyết định của là Thủ tướng. Đồng thời là triển khai hoạt động các trạm y tế theo mô hình trạm y tế gia đình. Với sự quan tâm và đầu tư của toàn hệ thống chính trị, nỗ lực của toàn ngành, sự tham gia tích cực của người dân và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục hội nhập phát triển, đóng góp chung vào quá trình hội nhập quốc tế của đất nước và nâng cao sức khỏe của người dân, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong 3 trung tâm y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao của cả nước. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quyết định số 2570 quy định về mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở áp dụng trong năm 2019. Quy định số 2570 quy định về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2019 với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại thông tư số 11/2013. Theo đó, từ năm 2019, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay vẫn là 5% một năm.
So với lãi suất năm 2018, mức lãi vay hỗ trợ mua nhà tiếp tục được giữ nguyên. Thưa quý vị, cùng với xu hướng phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ thông tin cũng như các giao dịch điện tử, việc triển khai hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp, khách hàng và cơ quan thuế. Đây là một trong những giải pháp cụ thể để Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính hướng tới mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo số liệu khảo sát của Tổng cục Thuế, chi phí cao nhất mà doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in là khoảng 2.500 đồng một tờ hóa đơn, tương đương 125.000 đồng một quyển 50 sổ hóa đơn. Trong khi đó, sử dụng hóa đơn điện tử chỉ mất khoảng 300 đồng một tờ. Rõ ràng, chi phí giảm hơn rất nhiều. Hóa đơn điện tử nó có mấy cái lợi ích rõ ràng, như ví dụ như là cái sự liên thông giữa công ty với cả cơ quan thuế là minh bạch. Và khi mà chúng tôi xuất ra một cái hóa đơn hoặc là mua vào một cái hóa đơn thì cơ quan thuế đã kiểm tra rồi, để tránh những cái trường hợp mà những công ty bỏ trốn. Thực tế triển khai cho thấy hóa đơn điện tử đã khắc phục hoàn toàn những nhược điểm của hóa đơn giấy như bảo quản phức tạp, rủi ro chạy hỏng, rách nát, doanh nghiệp không còn vất vả lưu trữ. Với hóa đơn điện tử, các dữ liệu có thể được dễ dàng tìm thấy và xử lý nhanh chóng, thuận tiện cho việc hạch toán, kế toán, đối chiếu dữ liệu, kê khai, nộp thuế. Vì vậy, ngày càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn hóa đơn điện tử. Này mỗi một tháng thì MISA cái lượng doanh nghiệp mà đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của MISA là cỡ khoảng hơn 1.000 doanh nghiệp, và cứ tháng sau thì thường là vẫn cao hơn tháng trước. Con số mà gia tăng trong các tháng thì nó cỡ vào cỡ độ khoảng 2-3% cái lượng doanh nghiệp tháng sau so với tháng trước. Về phía cơ quan thuế, việc triển khai hóa đơn điện tử rộng khắp sẽ tạo lập được hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ có giá trị lớn trong công tác quản lý, góp phần đáng kể trong việc hạn chế tình trạng gian lận hóa đơn. Thế còn hóa đơn điện tử thì cái quan trọng nhất là nối mạng, là cập nhật được thông tin tức thời, cho nên là ngay lập tức cũng đã phải làm đúng thì mới đảm bảo phát hành được hóa đơn. Thế còn trong quá trình xử lý theo dõi sau này thì vô cùng là dễ dàng, sẽ phát hiện được tất cả những cái vênh váo, những cái sai phạm. Với cái câu chuyện hóa đơn điện tử thì chúng tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái công cụ giúp cho chúng tôi để kiểm soát hơn, tốt hơn, chặt chẽ hơn đối với các cái việc sử dụng hóa đơn trong cái nền kinh tế thị trường. Như vậy, hóa đơn điện tử không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn tăng cường công tác quản lý cho cơ quan thuế, như kịp thời ngăn chặn hóa đơn của các doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích, khắc phục tình trạng làm giả hóa đơn, tạo một môi trường kinh doanh lành mạnh cho doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại điện tử phát triển. Trở lại với những thông tin trong tỉnh, mặc dù mới được thành lập 2 năm, nhưng câu lạc bộ nghệ nhân Huế đã có những đóng góp rất tích cực vào các hoạt động của tỉnh. Năm thứ 2 trong nhiệm kỳ 2017-2022, câu lạc bộ về cơ bản đã kiện toàn công tác tổ chức, từng bước chủ trọng công tác phát triển hội viên. Với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và thành phố, các thành viên của câu lạc bộ thường xuyên tham gia gửi những sản phẩm chất lượng tham gia tại Festival Huế 2018, các hội chợ, triển lãm, thương mại trong và ngoài nước. Qua đó từng bước tạo dựng và khẳng định nhiều thương hiệu uy tín tại địa phương như đồ táng, lòng, gỗ mỹ nghệ của nghệ nhân Hoàng Ngọc Tuyên, đồ kim hoàng của nghệ nhân Trần Duy Mông hay sản phẩm hoa giấy thanh tiên của nghệ nhân Thân Văn Huy. Năm 2019, Ban chấp hành câu lạc bộ tập trung vận động hội viên nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm để tham gia vào các hội thi, hội chợ triển lãm miền Trung Tây Nguyên, mà trọng tâm là Festival Nghề Truyền thống Huế 2019, với sự góp mặt của hơn 500 nghệ nhân trong và ngoài nước, dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 4 năm 2019. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định công nhận thêm 2 làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 3078 công nhận làng nghề Mai Cảnh, Thế Chí Tây, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền là làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế, và quyết định số 3079 về công nhận làng nghề chế biến đường mắm Hai Nhuận, xã Phong Hải, huyện Phong Điền là làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhằm tạo không khí vui tươi đón chào năm mới 2019, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế tổ chức chương trình văn nghệ giai điệu mùa xuân với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Đêm nhạc với gần 25 tiết mục hát múa nhạc hiện đại do chính những giảng viên, sinh viên đến từ các khoa trong trường thể hiện. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phục trang, biên đạo cho đến phong cách biểu diễn trẻ trung vui tươi, các tiết mục đã mang đến cho khán giả bức tranh xuân đầy màu sắc. Được tổ chức thường niên vào mùa dịp cuối năm, đêm nhạc giai điệu mùa xuân không chỉ là sân chơi giúp các bạn sinh viên thỏa sức thể hiện khả năng của bản thân, đây còn là dịp để kết nối các thế hệ thầy cô, sinh viên của nhà trường. Bên cạnh hoạt động văn nghệ, chương trình còn có các hoạt động gây quỹ nhằm hỗ trợ kinh phí các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Huế ngày mới sáng nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.